quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của bà Cholex. Rất vui được gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thay vì review một bộ dàn karaoke gia đình thì mình sẽ review một dàn âm thanh sân khấu. Một dàn âm thanh sân khấu nhỏ nhỏ chuyên để chạy cho sự kiện, chạy những cái show mini. Thì bộ dàn ngày hôm nay bao gồm những gì? Thì ngay bây giờ mình xin mời mọi người trước tiên hãy cùng theo dõi quá trình đập hộp sản phẩm cũng như lắp đặt của kỹ thuật viên của bà Cholex. Như mọi người đã thấy thì ngay phía sau mình đây chính là tất cả những cái thiết bị được lắp đặt trong dàn âm thanh nhà chú Tích. Dàn âm thanh mà chú để sử dụng là chuyên đi chạy những cái show mini. Và trong bộ dàn này thì có sử dụng đó chính là một cặp loa Catking Pro 2.6. Catking Pro 2.6 là một trong số những cái dòng loa chính hãng được nhập khẩu về Việt Nam và phân phối về Bảo Châu Elec. Dòng loa này là dòng loa có 2 bát 40 và loa thì sử dụng từ 220, côn là 100. Cặp loa cho ra công suất trung bình từ 500W đến 1400W ở trở kháng 4 ôm. Và một chiếc này có trọng lượng là 75kg. Nó cũng không phải là quá nặng, nhưng có điều là nó có một cái bánh xe, thế nên là mọi người rất dễ là di chuyển. Và trong cái phân khúc mà loa sử dụng 2 bát 40 với công suất tầm khoảng 1400 thì mọi người cũng có thể so sánh với những dòng như là JBL PRX725 hoặc là PV QW4S. Nhưng những cái dòng này thì giá tiền của nó rất là cao, hầu như là đắt gấp đôi cặp Catking này. Nó rơi vào tầm khoảng 45 đến khoảng 50 triệu trên một cặp PV hoặc là JBL. Thế nên là nếu sử dụng Pro 2.6 thì mình nghĩ là một cái lựa chọn rất là hợp lý cho những anh em chuyên đi chạy show. Đặc biệt nó là sản phẩm chính hãng nữa, được bảo hành 2 năm tại Bảo Châu Elec. Tiếp theo trong cái cấu hình này thì có sử dụng là một súp AS 218B. Và súp AS này là súp hơi nha mọi người. Nó được kết hợp cùng với lại một cục công suất Crown T10. Và cục súp này là một cục súp chuyên sử dụng cho phòng karaoke kinh doanh cũng như là những bộ dàn âm thanh sân khấu như thế này. Và súp thì có sử dụng là 2 bát 50 và công suất trung bình là 1400W ở trở kháng 4 ôm. Thì tiếp theo trong bộ dàn thì có sử dụng đó chính là một bộ micro không dây M6. Như mọi người thấy thì đây chính là đầu thu của bộ micro không dây này. Ở bên dưới thì có sử dụng đó chính là một mixer số BCE Acoustic DP9002+. Dòng này thì chắc là mọi người cũng xem quá là nhiều rồi, những cái video của mình rồi. Nó chuyên để lắp được cho cả karaoke gia đình luôn và phòng kinh doanh luôn. Ở bên dưới thì đó chính là cục công suất Crown T10. Tiếp theo trong bộ dàn đó chính là cục đẩy công suất Catking Q13. Và cục đẩy này là mình để sử dụng chính cho cái cặp Catking này, Catking Pro 2.6 này. Đây chính là những cái thiết bị chính mà để về sau chú Tích chú cho vào tủ thiết bị.
xây dựng một bản đầu yêu người thở mới đôi ơi em đang đổ chẳng cho từng ngày quá phố áo em chẳng cả đường về lá thư mộng mộng tròn môi tình xanh như cung hoa ngày em thấy áo qua pháo đỏ đủ nồng có ai nắng cả đôi lòng đứng em bước bên chờ ai đi xem cuộc mơ. Vậy là vừa rồi tất cả quý vị và các bạn đã được theo dõi quá trình lắp đặt cũng như trải nghiệm thử âm thanh của dàn âm thanh sân khấu của chú Tích tại quận Bình Chánh. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào hay là thắc mắc gì thì quý vị và các bạn hãy nhớ là comment ở bên dưới để mình có thể giải đáp. Và quý vị và các bạn đừng quên like và subscribe cũng như là bấm vào nút chuông của Bảo Chơi Lex để theo dõi những cái video của Bảo Chơi Lex. Và mình xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong một video lần sau. Xin chào mọi người. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục? Bảo Châu Alex sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm. Chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ!